Rồi, thì xin chào các em. Trong video hôm nay thì sẽ hướng dẫn cho các em một số các cái dạng bài tập về bài tích vô hướng giữa hai vector. Thì đầu tiên ta sẽ nói về cái khái niệm gốc giữa hai vector, xác định và tính gốc của nó trước. Thì cho hai vector A và B khác vector 0. Thì để xác định và tính gốc với hai vector này ta làm như sau. Từ một cái điểm O trong mặt phẳng, điểm O này em có thể chọn bất kỳ, ta dựng vector OA bằng với vector A, ta dựng vector OB bằng vector B, thì khi đó góc giữa hai vector A và B sẽ bằng góc giữa hai vector OA và gì? OB. Được chưa? Và trường hợp đặc biệt, cái điểm O này á, nếu như em chọn là cái điểm đầu của một trong hai vector A hoặc B thì cái hình của mình nó sẽ gọn hơn. Ví dụ như ta chọn cái điểm O ngay cái điểm đầu của vector A ban đầu á, thì ta dựng cái vector bằng với vector B. Thì ta sẽ tính góc giữa hai vector này nó sẽ gọn hơn. Cũng tùy trường hợp các em nha. Và có ba cái lưu ý. Thứ nhất là góc giữa hai vector cùng hướng và khác vector 0 thì luôn bằng 0 độ. Góc giữa hai vector ngược hướng và khác vector 0 thì bằng 180 độ. Còn trường hợp có ít nhất một trong hai vector A hoặc B là vector 0 á, thì ta quy ước số đo góc giữa hai vector đó là tùy ý. Bây giờ ta sẽ đi vào cái ví dụ số 1. Cho hình vuông ABCD có Y là giao điểm của hai đường chéo. Tìm các góc. Giờ thầy đã vẽ hình sẵn rồi ha. Các em chịu khó dừng video lại 5 phút để vẽ cái hình vào cho thầy. Nha. Câu A, người ta yêu cầu tính góc giữa hai vector IB và AB. IB và AB. Thì ta sẽ dựng từ một cái điểm trong mặt phẳng. Ta dựng cái vector bằng với vector IB. Và cũng từ điểm đó ta dựng một cái vector bằng vector AB. Thì các em xem coi ta có thể dựng từ điểm nào. Thì các em thấy là gì? Ta sẽ chọn cái điểm D này. Vì sao? Từ D này ta có được là gì? Vector DI. DI thì bằng vector IB. Vector DC bằng vector AB. Vậy thì góc giữa hai vector IB và AB em đưa về góc giữa hai vector DI và gì? DC. Được chưa? Rồi, vậy ta trình bày như sau. Ta có vector IB bằng vector DI. Vector AB bằng với vector DC. Như vậy ta suy ra được là gì? Góc giữa hai vector IB và AB bằng góc giữa hai vector DI và DC. Mà góc giữa hai vector DI và DC chính là góc IDC. IDC. Và góc này thì bằng gì? 45 độ. Được không nè? 45 độ. Tiếp tục. Câu B. Góc giữa hai vector IB và AI. Vậy ta cũng lại dựng tiếp. Dựng tiếp. Mà ở đây các em thấy là gì? Hai vector IB và AI. Thì ta sẽ chọn cái điểm Y để dựng. Thì khi đó vector IB đã có sẵn rồi, ta chỉ dựng vector bằng với vector AI nữa là xong. Và đó không ai khác chính là vector gì? IC. Vector IC bằng vector AI. Như vậy thì góc giữa hai vector IB và AI chính là góc giữa hai vector IB và IC. Ha. Vậy thì ta có vector IB bằng vector IA AI chứ xin lỗi các em.
vector AI bằng vector IC. Vector IC. Như vậy thì ta suy ra được là gì? Góc giữa hai vector IB và AI bằng góc giữa hai vector IB và IC thì nó bằng góc BIC và bằng 90 độ. À. Và có một cái chú ý. Chú ý là nếu như hai vector mà vuông góc với nhau á thì góc giữa hai vector đó là 90 độ. Thì ở đây ta thấy là gì? Vector IB với AI vuông góc với nhau, đúng không? Ta có IB vuông góc với AI. Ở đây thì ta xét cái đoạn thẳng IB vuông góc với đoạn thẳng AI. Được chưa? Thế thì hai cái vector IB và AI cũng vuông góc với nhau. Cho nên ta suy ra ngay là góc giữa hai vector IB và AI này sẽ bằng 90 độ. Ha. Rồi câu C. Góc giữa hai vector IB và DB. Thì các em thấy vector IB và vector DB là hai vector làm sao? Cùng hướng, đúng không? Do hai vector IB và DB cùng hướng. Cho nên ta suy ra được là gì? Góc giữa hai vector IB và DB sẽ bằng gì? 0 độ. Ha. Góc giữa hai vector IB và DB sẽ bằng 0 độ. Tiếp tục. Câu D. Góc giữa hai vector IA và IC. Thì ta thấy vector IA và vector IC là hai vector ngược hướng, đúng không? Do vector IA và vector IC ngược hướng. Cho nên ta suy ra được góc giữa hai vector IA và IC sẽ bằng 180 độ. Được không nè? Rồi, như vậy là ta xong cái ví dụ thứ nhất ha. Bây giờ ta sẽ qua tiếp cái dạng thứ hai, tính tích vô hướng và một số cái ứng dụng của nó. Thì tích vô hướng của hai vector A và B, các em nhớ nó là một số ký hiệu là vector A chấm vector B, được xác định bởi công thức sau đây. Vector A nhân vector B sẽ bằng độ dài vector A nha, độ dài vector A nhân với độ dài vector B nhân cho cos của góc giữa hai vector A và B. Như vậy thì để tính tích vô hướng, các em cần phải tính được 3 yếu tố. Thứ nhất là độ dài của vector thứ nhất, thứ hai là độ dài của vector thứ hai, và thứ ba là cos của góc giữa hai vector đó. Để tính cos của góc giữa hai vector đó thì các em phải biết được số đo của góc giữa hai vector đó là bằng bao nhiêu, đúng không? Đó. Thì để tính được góc giữa hai vector thì chúng ta lại áp dụng cái dạng số 1. Tuy nhiên thì qua cái dạng số 1 thì ta thấy là nếu như hai vector đó mà nó đã chung góc rồi á, chung cái điểm đầu á, thì ta rất là dễ tính. Như vậy thì để tính tích vô hướng của hai vector á, thì các em nên đưa nó về chung góc trước rồi ta tính sao, được không? Chứ còn mà ta áp dụng vô ngay á thì được thôi, nhưng mà cái góc giữa hai vector đó thì đôi khi các em sẽ lại cảm thấy khó khăn trong cái việc xác định góc. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ thứ nhất ha. Ví dụ thứ nhất. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 4 và đường cao AH. Rồi, bây giờ các em vẽ hình vào cho thầy nha.
tam giác đều ABC, cạnh bằng 4 và đường cao AH. Đường cao AH. Tính cách tích vô hướng sau. Câu A là vector AB nhân vector AC. Thì chúng ta thấy là hai vector AB và AC này nó đã có chung cái điểm đầu rồi, nên ta áp dụng vô luôn. Vì ta có vector AB nhân vector AC sẽ bằng gì? Độ dài vector AB nhân với độ dài vector AC nhân cho cos của góc giữa hai vector AB và AC thì sẽ bằng gì? Độ dài vector AB chính là độ dài đoạn thẳng AB nhân với độ dài đoạn thẳng AC nhân cho cos góc giữa hai vector AB và AC chính là cos góc gì? BAC. BAC. Đó, thì các em thay vào AB thì là bằng 4. AC thì cũng bằng 4 luôn. Nhân cho cos góc BAC thì nó bằng là 60 độ do tam giác này là tam giác đều. Đúng chưa? Rồi sau đó chúng ta sử dụng máy tính để chúng ta máy 4 nhân 4 nhân cho cos 60 thì ta ra được là bằng 8. Được chưa? Rồi, câu B. Câu B thì các em nghe thầy phân tích trước nè, nghe thầy phân tích trước. Rồi hãy ghi bài vào ha. Tính tích vô hướng của AB nhân BC. Thì nếu như các em áp dụng vô ngay á thì vector AB nhân vector BC á nó sẽ bằng độ dài vector AB nhân độ dài vector BC nhân cho cos của góc giữa hai vector AB và BC. Thì chúng ta thấy là góc giữa hai vector AB và BC này nó chưa có chung cái điểm đầu, nên là ta phải có một cái thao tác để đưa nó về chung cái điểm đầu thì nó sẽ khá là mất thời gian. Trong khi đó nếu như các em dùng những cái tính chất của tích vô hướng á, chúng ta biến đổi chút xíu thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Ở đây á, vector AB thì thầy sẽ đổi lại là trừ vector BA nhân vector BC thầy viết lại. Rồi tới đây thì các em ghi bài vào được rồi nè. Dấu trừ này thì thầy giữ nguyên ha, dấu trừ này thầy giữ nguyên. Như vậy dấu trừ đã giữ nguyên thì các bạn em phải chép lại dấu trừ này. Rồi bây giờ mới bắt đầu áp dụng tích vô hướng vô nè. Vector BA nhân vector BC nó sẽ là gì? Độ dài vector BA nhân với độ dài vector BC nhân cho cos của góc giữa hai vector BA và BC. Thì góc giữa hai vector BA và BC đó chính là góc ABC. Như vậy thì thế vô là trừ BA nhân BC nhân cho cos của góc ABC. Thì thế vô nó sẽ là trừ 4 nhân 4 nhân cho cos 60. Thì nó bằng là trừ 8. À, rồi câu C. Vector AH nhân vector BC. Thì các em có thể dùng định nghĩa làm tương tự. Tuy nhiên thì ở đây ta thấy là gì? AH vuông góc với BC. Đúng không? AH vuông góc với BC. Ta có AH này vuông góc với lại gì? BC. Cho nên ta suy ra được là gì? Vector AH nhân vô hướng với vector BC sẽ bằng số 0. Được chưa các em? Các em chú ý ha. Ở câu C này thì các em dùng định nghĩa để tính. Được chứ không phải là không được. Ha. Tuy nhiên thì nó sẽ mất thời gian. Và đây ta nhận xét luôn là gì? Vector AH với vector BC, hai vector này nằm trên cái giá của nó vuông góc với nhau. Cho nên hai vector AH và vector BC cũng vuông góc với nhau. Cho nên tích vô hướng của hai vector này là số 0. Rồi. Bây giờ ta sẽ đi qua tiếp cái ví dụ số 2. Hai vector A và B có độ dài lần lượt là 3 và 8 và có tích vô hướng là 12 căn 2. Tính góc giữa hai vector A và B. Như vậy thì ta viết cái công thức tích vô hướng của hai vector A và B này ra. Vì ta có vector A nhân vector B thì bằng độ dài vector A nhân độ dài vector B nhân cho cos của góc giữa hai vector A và B.
Thì ở đây em có được cái gì? Độ dài của vector A và B lần lượt là 3 và 8, vậy em có hai cái này. Tích vô hướng là 12 căn 2 và em có cái này. Vậy tính gốc giữa hai vector có nghĩa là em đi tính cái này. Đúng không? Tính cái này. Như vậy thì ta sẽ suy ra được một cái công thức là gì? Cos của gốc giữa hai vector A và B nó sẽ bằng tích vô hướng của hai vector A và B chia cho tích độ dài hai vector A và B. Đó, thì đây là cái công thức các em cần ghi chú lại. Sau này chúng ta sẽ sử dụng nhiều ha. Cos của góc giữa hai vector được tính bởi công thức là lấy tích vô hướng chia cho tích độ dài. Thì các em thay vào. Tích vô hướng người ta cho là 12 căn 2 chia cho độ dài vector A là 3, độ dài vector B là 8. Đúng không? Như vậy thì ta sẽ có 12 căn 2 chia cho 3 nhân 8 thì ra được là căn 2 chia 2. Vậy thì ta suy ra được góc giữa hai vector A và B. Cos, các em bấm shift cos căn 2 chia 2 thì ra được là gì? 45 độ. Được chưa? Rồi, các em ghi lại cái ví dụ số 2 vào nha.